Xin chào các bạn. Hôm nay mình mời các bạn về với Lăng Ông Nam Hải tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Chúng ta sẽ cùng ghé vào nhà trưng bày bộ da cá ông lớn nhất Việt Nam. Một đoàn du khách vừa đến từ An Giang các bạn. Các cô bác đây đến viếng chiêm bái bộ da cá ông. Em chào chị. Chị cho em hỏi là chị đã đến đây lần nào chưa? Lần đầu tiên. Mẹ Nam Hải mỗi năm mình đi cúng gì đó, dạ. Giờ mới qua đây lần đầu tiên là mới dạ. Biết ông đây. Dạ, mục đích xuống Gành Hào là để viếng ông đó ha. Dạ. Cũng giới thiệu với chị, đây là bộ da cá nhắm voi hay cá mập voi lớn nhất Việt Nam tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Cá nhắm voi là loài cá lớn nhất trên trái đất này. Còn cá voi hay còn gọi là cá ông, tuy thật sự là lớn nhưng không được xem vào lớp cá. Cá voi là loài động vật có vú sống dưới nước, thuộc về lớp thú nha các bạn. Cá nhắm voi hay cá mập voi không có xương, cá thuộc lớp cá sụn á, chỉ có sụn không có xương nên không thể lấy xương mà thờ. Lúc trước em cũng thắc mắc hoài tại sao khắp nơi chỗ nào cũng thờ bộ xương cá ông, nhưng mà tại sao ở Gành Hào lại thờ bộ da. Em cũng tìm hiểu hổng gài thì được biết đây chính là nguyên nhân chính, do đây là cá sụn không có xương. Cô đã từng thấy cá nhắm voi này lúc còn sống chưa? Thấy nhỏ. Nhỏ thì không dài chục ký, chưa thấy bự gì. Mà màu là màu đen đen và đốm bông bông ha cô ha. Đạo cái lớp nhám này ra là lớp da trong trắng tươi. Trắng tươi chính là lớp sụn đó. Lớp sụn đó. Rồi cô. Cô ơi, rồi ở phần thịt sao? Thịt nó có len lỏi cái phần sụn không hay là thịt hoàn toàn? Có thịt. Rồi cái nào có sụn thì như cái mấy cái kỳ bơi rồi này kia gì đó. Mới có sụn. Cái lường ấy thì dạ. Rồi mời các cô các chị mình cúng ông. Do những loài cá lớn theo phong tục của ngư dân Việt Nam chúng ta đều được tôn vinh là cá ông, nên tại đây cũng thờ và trưng bày cho du khách đến đây chiêm bái. Dạ. Dạ, đó là bộ xương cá voi đó. Cá voi đó thì ở Gành Hào em phía bên lăng đây cũng có trưng bày mấy bộ xương nè. Xương mà nhỏ thôi, không hoàn chỉnh. Còn bộ xương hoàn chỉnh nhất mà gần đây là ở lăng Cái Cùng. Lăng Cái Cùng cũng vớt cho một ông cá voi bự như vậy đó. Là ở Cái Cùng. Dạ, Cái Cùng. Xích đằng này một chút, khoảng nếu đi xe khoảng nửa tiếng là nguyên bộ xương luôn. Bộ xương hoàn chỉnh giống như ở Hòn Đá Bạc vậy đó. Thì đó là cá voi nên mới có xương. Còn cá nhắm voi là loài cá thuộc lớp sụn không có xương. Đây, với chiều dài là 9,7m, dòng bụng trên 5m, nặng 13 tấn. Thì đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là bộ da cá nhắm voi lớn nhất Việt Nam vào ngày 18 tháng 4 năm 2013 các bạn. Tự hào cho Gành Hào, cho Bạc Liêu quê mình. 2010 là vớt, tới năm 2013 là được không? Thì vào ngày 18 tháng 5 năm 2010, tàu cá của ấp 4 thị trấn Gành Hào đây đã đến vùng biển của Cà Mau đánh bắt. Và vô tình cá ông đây đã vướng vào lưới. Thì khi đó ngư dân có kéo lên, thì vừa kéo lên mặt nước thì ông ngớp ngớp vài cái, ông lịa đi, ông mắc đi.
Thì lúc trước con nghe thông tin này con cứ nghĩ là ông đã yếu dần, yếu sẵn, vừa dướng thì ông mắc. Nhưng mà không phải, vì đặc tính của lớp cá sụn này không có bộ xương sườn, chỉ cần mang khỏi mặt nước là cơ thể nó sẽ đè ép cơ quan nội tạng, khiến cá ngập thở và chết. Vì vậy cá sụn không được mang lên khỏi mặt nước. Rồi ngư dân không biết, kéo vừa kéo lên hớp hai ba cái là cá chết. Giống như con thỏ mình không có bộ xương dưới vậy đó, bóp mạnh vô là chết. Dạ. Mà không phải coi trong ngoài tiếng đúp lên nó quay đó, không có ông mắc kẹt trên bờ bộ đội được. Cá voi thì được. Cá voi là có xương, còn đối với cá sụn này là không được. Cá mập cũng vậy đó, cá mập, cá đuối vừa đưa lên bờ là chết. Có vậy. Cá nhám, da nhám. Da mình vuốt bề này á, xui á thì gắt im mà vuốt ngược là sốc dữ lắm. Chực vậy đó nha. Còn cá này sẽ không săn mồi nên không có gan, chỉ có gan li ti chấm chấm này nè cô bác. Cá sẽ đánh hơi, nơi nào có bầy cá nhỏ hay là mực hay là tôm gì đó, cá sẽ bơi đến và hút hết nước vào, kéo theo những cái con sinh vật đó vào. Tuy bự nhưng mà mắt cá chút xíu nè cô bác. Mắt cá nó nhỏ xíu chỗ này thôi, nhỏ vậy thôi. Vì đây là cá nên cô bác sẽ thấy có phần mang. Hệ thống mang sẽ có 5 cái một bên nè. Thì cái mang đầu tiên là mang thở nè, mấy mang thì là mang xả nước và chà nước ra, vì cá nên thở bằng mang. Còn cá voi cũng như cá nược đây sẽ thở bằng lỗ mũi ở trên nóc nè, không có mang bên hông. Cá nược, cá voi, cá heo đều là loài thú sống dưới nước, đẻ con và nuôi con bằng sữa, có xương, thở bằng lỗ mũi, bằng phổi đó, nên có mắc cạn thì lôi xuống thì còn hy vọng. Còn đối với cá này thì không được, cá này lôi lên là chết liền. Đuối quá. Dạ. Đây là bộ da cá nược hay còn gọi là cá heo sông, thuộc họ cá heo, bộ cá voi các bạn. Cá nược là loài thú nên không có mang. Cá nược sẽ thở bằng phổi và lỗ mũi cá nược nằm ở trên đây. Thì lâu lâu cá nược, cá heo, cá voi sẽ ngoi lên mặt nước và hít không khí vào bằng đường lỗ mũi, rồi bịt kính lại lặn xuống. Một thời gian cá sẽ ngoi lên một lần nữa để thở ra. Thì không khí nóng bên trong lòng cá khi phun ra kết hợp với không khí lạnh bên ngoài sẽ tạo nên những cột hơi nước. Các bạn thấy bắn dèo dèo đó chỉ là hơi nước các bạn, chứ không phải bắn lên nước nha. Giống như chúng ta thở vào lúc không khí lạnh vậy đó, hơi nước sẽ bám theo. Thì bên dưới của cá nược nhất định là sẽ có vú các bạn, mà mình không biết ở vị trí nào thôi, tại mình chưa từng thấy cá nược cho con bú. Còn đối với cá voi thì phần vú sẽ nằm đâu khúc này nè. Cá voi con sẽ đeo bám vào đó và bú. Để mình giải thích thêm cho các bạn hiểu rõ về phần đuôi. Thì lớp cá, đối với cá sụn hoặc là cá xương, thì các bạn thấy cá sẽ bơi theo hướng này, bơi luồn lách qua lại hướng này, thì phần đuôi sẽ có phương thẳng đứng, giúp cá dễ dàng bơi lượn. Đây là một dấu hiệu nhận biết của lớp cá. Nhưng đối với lớp động vật có vú sống dưới nước thuộc bộ cá voi, thì bên trong sẽ có hệ thống xương sống cứng như chúng ta, như con người chúng ta, nên không thể uống qua uống lại được, mà sẽ đập lên đập xuống. Khi cá di chuyển sẽ đập lên đập xuống. Vì vậy phần đuôi cá sẽ có phương nằm ngang nha các bạn, phương nằm ngang giúp cá đập. Chú chào con. Con là người ở đây hay là du khách? Con đến chơi hay bán? Con bán số. Bán số hả? Để chú mua ủng hộ con nha. Rồi con lấy đi rồi chú mua. Không đi học xong mà đi bán. Bên này chủ nhật hay là tại vì nghỉ luôn? Con có đi học luôn. Không đi học luôn hả? Trời, tội nghiệp vậy. Mấy tuổi rồi không đi học, biết chữ chưa? Chưa. Chưa biết chữ luôn? Trời. Rồi biết số không? Con biết số. Sao không đi học con? Mẹ không cho là tại không đi hay là biến? Con không có giấy hộ khẩu ở đây. Cũng học được mà. Vậy hả? Chú hy vọng thì cơ quan địa phương thấy được video này ủng hộ bé đi học. Bé con muốn đi học không? Con nói thiệt chú nghe. Muốn ha. Rồi ok. Nhà con ở đâu? Nhà con ở trường học cấp 2. Trời, ngay trường học luôn mà không được đi học. Tiếc thiệt. Có dưới dướng cơ chế thôi các bạn. Trước mặt cái ông đây minh chứng đó, bé mong muốn được đi học. Hy vọng ông phù hộ cho cơ quan địa phương tiến hành gặp bé xác minh và đưa bé đến trường như bao đứa trẻ khác. Rồi cuối lời mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hy vọng các bạn hãy đến Gành Hào và chiêm bái bộ da cá ông độc nhất vô nhị này. Bye bye.